con đường đầy nắng và gió. Đây, lán nghỉ tạm của người Dao ở trên nương đây. Cây dầu già xài vãi luôn. Wow, xài quá. Dầu da đỏ. Xài. Này mình có về đường này đâu? Về đường này, về đường nào? Có, vẫn về đường này. Ngon. Ngon tuyệt vời. Ngon. Đây, cô gái người Dao chiều hái dâu ra. Khỉ ăn quả các bác ạ. Khỉ hái quả. Cây dâu da này khéo, ước tính thì nó phải lên đến trên tạ quả. Ăn đủ rồi, tiếp tục hành trình. Toàn suối. Đầy măng đây. Măng. Măng nữa. Măng nữa. Tí nữa quay lại đấy. Đây một củ nữa, hai củ. Ui, mát. Anh Đại à? Em đang bảo là đi lấy măng ở đây. Không ngờ gặp anh ở trên này. Ui, chỗ này ma thế này mà có võng nằm ở đây thì thôi rồi. Trên này cũng còn nứa mà mệt rồi. Lên đã đi về thôi. Đường còn xa mấy cây số nữa cơ. Này. Từ đây mà lật qua quả gò mờ mờ trên kia.
đã là khoảng độ tầm gần 2 cây số rồi, mà từ đấy về đến dưới nhà nữa nó tầm hơn 3 cây số nữa, tầm hơn 5 cây số nữa mới về đến nhà. Mệt mồ hôi. Mệt quá. Sắp lên đến đỉnh rồi. Mười hai giờ chưa, mặt trời đứng bóng. Mang 3 ly nước để uống hết rồi. Cuối cùng cũng về đến chỗ để xe máy. Đường này mang đường về còn bất khuất lắm.